Đà Lạt là một địa danh du lịch nổi tiếng gắn liền với những khung cảnh thơ mộng, nên thơ. Đà Lạt đối với tôi là một thành phố rất đáng để đặt chân đến, là thành phố đáng sống. Và cũng không biết từ khi nào mà Đà Lạt đã phải lòng rất là nhiều người đến như thế. Thành phố chìm trong sương mờ này mang những nét đẹp dịu dàng, thanh lịch mà ta khó có thể nào bắt gặp bất kỳ nơi nào khác ở trên mảnh đất Việt Nam. Nhắc đến Đà Lạt, dù bạn chỉ là người lần đầu tiên tới đây hay một năm bạn tới rất là nhiều lần, nhưng khi tạm biệt nơi đây thì nó vẫn mang cho bạn rất là nhiều kỷ niệm đẹp. Từ Bắc vào Nam, dọc theo mảnh đất của hình chữ S này, có biết bao nhiêu là danh lam thắng cảnh, vô vàn những mảnh đất xinh đẹp được thiên nhiên ưu ái. Nhưng có lẽ Đà Lạt là một trong những nơi được sự ưu ái và thiên vị nhất của mẹ thiên nhiên. Là một thành phố nhỏ của tỉnh Lâm Đồng, là một thành phố trên cao nguyên Lâm Viên của vùng Tây Nguyên Việt Nam. Vị trí của thành phố nằm trên cao nguyên nên có độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển, với diện tích hơn 39.000 km². Đà Lạt nổi tiếng là thành phố ngàn hoa, thành phố của những hồ, thác với rất là nhiều loại hoa và khoảng 16 hồ lớn nhỏ, trong đó nổi tiếng nhất là Hồ Xuân Hương nằm ngay ở trung tâm của thành phố. Thành phố Đà Lạt nằm ở một vị trí đặc biệt nên nó tạo ra được một khí hậu rất là đặc biệt, khác hẳn với tất cả các miền xung quanh. Nơi đây có khí hậu miền núi ôn hòa, khí hậu mát mẻ quanh năm, được bao bọc bởi những rừng thông xanh bất tận, tạo nên những không khí trong lành, thoáng đãng, rất phù hợp cho việc nghỉ dưỡng, tham quan, du lịch và trải nghiệm. Nhiệt độ trung bình ở đây luôn ở ngưỡng 20 độ C, ngay cả trong những tháng nóng nhất của Đà Lạt. Ở Đà Lạt thì thời tiết sương mù rất là phổ biến, có đến 80 đến 85 ngày trong một năm có sương mù, trung bình mỗi tháng thì có đến khoảng 4 đến 5 ngày xuất hiện sương mù. Có lẽ đây chính là cái lý do mà Đà Lạt được mệnh danh là thành phố sương mờ. Không những vậy, Đà Lạt còn được biết đến là một thành phố ngàn hoa bởi nơi đây rất là thích hợp cho rất là nhiều loại hoa. Sự đa dạng, phong phú của các loại hoa ở Đà Lạt đã giúp cho thành phố này có điều kiện để tổ chức các lễ hội hoa. Các lễ hội hoa ở thành phố Đà Lạt với quy mô ngày càng được mở rộng, thu hút rất là nhiều người quan tâm của khách du lịch quốc tế cũng như là khách du lịch trong nước. Không chỉ có hoa, Đà Lạt còn là xứ sở của các loại trái cây. Rất là nhiều loại trái cây đặc sản được trồng ở đây như là dâu tây, hồng, mận, đào hay bơ, cùng với rất là nhiều các loại trái cây khác nữa. Nhắc đến Đà Lạt mà không nhắc đến con người nơi đây quả là một thiếu sót. Con người Đà Lạt rất là thanh lịch, họ mang trong mình nhịp sống chậm rãi, an yên với bản chất nồng hậu, mến khách. Vì thế mà ai đến đây với mảnh đất này thì cũng dùng những ngôn từ đẹp nhất để nói về Đà Lạt cũng như là con người nơi đây. Nét phóng khoáng và sự mến khách của con người nơi đây là nét đẹp ấn tượng cũng như là sợi dây kết nối trong lòng các du khách nơi đây. Từ lâu, Đà Lạt đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng, nằm ở top đầu những địa điểm du lịch tham quan ở Việt Nam. Mỗi năm thì nơi đây thu hút hàng triệu lượt du khách trong nước cũng như là quốc tế đến đây để tham quan và nghỉ dưỡng. Ngày nay, du lịch Đà Lạt ngày càng chuyển mình mạnh mẽ với nhiều những nhà hàng, khách sạn cao cấp được mọc lên. Và đặc biệt là các công trình tham quan du lịch cũng nhiều hơn, tạo nên một diện mạo mới dành cho Đà Lạt mà người ta thường nói là một Paris thu nhỏ ở Đà Lạt, cũng như là một phong cách rất là châu Âu nằm ở Việt Nam. Ở Đà Lạt khó có thể nào kể hết những địa điểm du lịch. Tuy nhiên, khi đến đây thì bạn cũng đừng nên bỏ lỡ những địa điểm rất là nổi tiếng, mà sau đây mình sẽ điểm qua một vài địa điểm nổi tiếng như Hồ Xuân Hương. Hồ Xuân Hương được mệnh danh là trái tim của thành phố, với quang cảnh rừng thông bao quanh, bãi cỏ, vườn hoa rất là trữ tình và thơ mộng. Hay trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, ngôi trường mà được Hội Kiến trúc Thế giới công nhận là một trong 1.000 công trình độc đáo nhất của thế kỷ 20. Bên cạnh đó là Dinh Bảo Đại, một dinh thự rất là đẹp đẽ, trang nhã, gắn liền với những cảnh quan trang nhã, tạo nên một công trình đồ sộ mà bất kỳ ai đến đây cũng phải say đắm một lần. Bên cạnh đó là Thung lũng Tình yêu. Thung lũng Tình yêu là nơi mà giới trẻ không nên bỏ lỡ mỗi khi tham quan Đà Lạt. Sở hữu vẻ đẹp thơ mộng, sông nước hữu tình, ngàn hoa khoe sắc, không khí trong lành đã cuốn hút các du khách thả mình vào khung cảnh một cách lãng mạn nhất. Và cuối cùng mà một cái địa điểm mình muốn nêu cho tất cả các bạn, đó chính là núi Lang Biang. Lang Biang là biểu tượng huyền thoại của câu chuyện tình yêu đẹp nhất xứ sở nơi đây. Ngọn núi sững sờ đầy kiêu sa nhưng nó vẫn gần gũi một cách lạ thường.
Và Đà Lạt cũng đã trải qua biết bao nhiêu là biến động, thăng trầm với những công trình kiến thiết, đổi mới nhưng vẫn giữ nguyên được cái nét tính cách duyên dáng của mình, thanh lịch một cách rất là nguyên sơ. Có thể nói Đà Lạt là một bông hoa đẹp nhất giữa một rừng hoa của Việt Nam. Và còn chần chờ gì nữa mà không xách ba lô lên và làm một chuyến tham quan tại thành phố Đà Lạt này. Dù bạn đi một mình hay cặp đôi thì có lẽ đây cũng là một địa điểm rất là thú vị dành cho chúng ta. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ like và subscribe nhé.